Hello tất cả mọi người nhá, hôm nay tôi lại chơi tám trò, chơi trò này trước này. Đây là lần trên chúng ta sẽ đi lấy cái bóng điện này. Chúng ta lấy cái bóng điện thứ hai. Sẽ bắn cái cửa này. Rồi. Chúng ta sẽ sang đây chúng ta mở cái cửa này ra. Chúng ta vào đây lấy cái bóng này. Rồi, lấy bóng tiếp này. Chúng ta sẽ lên này. Chúng ta lại nên là chúng ta mình nhảy qua bên kia. Chúng ta vào đây rồi. Ta sẽ đi lên trên này. Ok, là chúng ta sẽ xem lại cho. Chỗ này xa thế. Chúng tôi quay lại rồi. Không có gì rồi. Chúng ta sẽ sang bên này. Ta sẽ xem đây. Ta lấy cái thứ hai. Còn cái này kìa.
That's a good sound. Yeah.
còn có cần thế đâu. Không đúng, nó còn đến rồi, chết rồi. Ôi, nó còn đến rồi. Chúng ta bị nó bắt rồi. Rồi, chúng ta sẽ sang chỗ khác. 10 phút rồi. Đi. Bắt rồi. Chân chỗ này dễ hơn chỗ trước. Rồi chúng ta sẽ xuống dưới này. Ta vào đây chúng ta sẽ gặp cái con rồi. Có lúc người ta chưa níu lại nữa. Nè, chơi nè. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây. Ồ, con trai chạy đâu mất rồi. Chúng ta xem lại bên này. Chúng ta xem lại bên này. Chúng ta sẽ kéo này xuống này. Chúng ta sẽ kéo này ra. Sang đây mà bên này. Bên nào chúng ta không lấy cái này rồi. Nhanh còn kịp. Kịp rồi. Giờ này phải chạy lấy lại rồi. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people!
All right, I haven't a bloody notion what it was, but I wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Be back. What's the time? Thank you.
Đó, em nó thụt xuống nha. Rồi, chúng ta sẽ nhập qua đây. Đang ấn đèn, nó đang nhảy qua đây. Xuống bên này. Không hơn một tí nào vẫn thế, nó không thêm cửa ấy. Nó không chơi hết rồi, cửa cửa. Nó bị bàn phát được luôn, nhưng mà cuối cùng cứ nhảy lại rơi xuống cái thứ luôn. Chúng ta phải vào đây mà. Chúng ta phải vào đây. Rồi, chúng ta sẽ mới sẽ lên được. Rồi, cùng vào đây. Chúng ta sẽ đi nơi trên. Sure.
children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. Chuyển thoát ra mẹ tí lại chuyển đổi cái đầu đúng không? Bàn bàn ba bàn hai kia cũng chơi đến gần cuối lại thì thoát. Bên 6 lại chơi lại từ đầu à.
chạy rồi. Nó quay mặt hình như nó này. À, nó đã gọi đây. Nó gọi rồi, nó chính đây. Chúng ta không chạy này là xong nó bắt. Đó, con này nó đánh rồi. Chúng ta chạy ra. Tôi xuống tầng mạnh xem mấy con ốc sên. Đây này là chúng ta xuống đây là chúng ta thắng à. Con ốc sên nó sẽ không được đây này. À, nó thua ra rồi. Thôi, chúng ta dừng xuống đây là chúng ta thắng à. Sẽ sang ở tầng 3. Chúng ta sẽ giữ đôi mắt con gà này. Sao nhỉ? You can run away. Tôi tưởng chạy kia, chạy bình thường mà. Không bật tăng đâu vẫn phải thấy nóng rồi. Nhưng mà hôm nên là rửa chứ. Thế nên là công suất không đủ à? Và điều hòa này cũng nhẹ mà điều hòa này. Mình không bật tầm này là rét lắm hả? Stop it, you two.
đâu ngồi đâu sao nhưng mà cứ chơi chơi nó nóng. Đây, chúng ta cái này là chúng ta đã chiến thắng, chúng ta sẽ mở cửa cho nó. Đây là chúng ta chiến thắng này, dòng chữ đây là chúng ta đã chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ sang ăn màn 4. Chúng ta sẽ nên gặp con tướng này, cho hai con đàn ông này. Is a token of my respect. Please accept this little card. While not much, it is what we consider a symbol of trust. I am proud to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Feel free to stay as much as you like, even after you get your child back. The kingdom can now proudly announce that it has reached a population of 5. I say 5 because a friend of yours showed up while you were away. He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him when you have time. Rồi, chúng ta sẽ nhặt cái thẻ này. Rồi, chúng ta sẽ bay con này, chúng ta sẽ đi xuống kia, gặp con đỏ à. Visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The Queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Cuối cùng chúng ta sẽ gặp con bạch tuộc này, và nó sẽ sáng lên này. Chúng ta sẽ mở mắt ra này.
to do anything. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Finally, after managing to keep Josh under control, you just had to come around and anger him. Look where your arrogance got us now. A position where neither of us can get to the children. This is your fault and nobody else's. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. But regardless, I have something I want to show you. It sure looks like you need it. Oh, hi. You're up again. You sure are a sleepy fellow. Agreed. Grab some of the vegetable snacks we collected indeed. Oh, they're all finished. I already have consumed my share of the nutrients you gathered while you were in your slumber. Me too. Sorry about that. So much. Sure, he's got some anger issues, but overall, he's pretty chill. We've had our fair share of altercations. Hate is one of the two emotions What's the second one? Sorrow. Not again. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Sometimes I feel like we're all just doomed forever. We each have our plans and goals, but at the end of the day, it doesn't really matter. Nor can it undo the past or previous misery. Life is too short to be sad all the time, Stinger. Our lives aren't. Well, I don't know what to tell you. You know I'm not the best at this stuff. Maybe Nab-Nab or the Captain can help. Captain? Captain. As expected. What's that sound? Lots of other creatures reside in this ecosystem. Yeah, but what kind of animal makes that sound? Help me! Điều hòa này nó cũng ăn cũng không phải nặng mấy tốn nhưng mà nó cũng ăn dòng điện nó bình thường. Nhưng mà bọn nó cái ấy máy bình thường nó cũng chạy được. Chạy được ba máy thôi. Chúng ta sẽ sang cho chơi ăn mặt 6 này và chờ lại từ đầu. The thought of what could
be happening on the floor above terrifies me. Picture hundreds of angry animals finally escaping, with only one thing capable of giving them peace. And that's to get you and your friends. They're captors. I'm not gonna sugarcoat it. We're in big trouble, partner. We can't stay here long. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth, making it easier to digest. It ain't the prettiest, but it should be unoccupied at least. We can't stay in the dark. Let's head to that lot over there. Phew. We should be safe for now. I think that's a good idea. Man, do I not miss this place. It's refuge after being dumped down here by your kind. Many cold and lonely nights have been spent here. Once that I wish to forget. I was found by the Queen in Bitterdiggle and a couple of others, and was foolish enough to let myself believe that things could get better. Here I am, back to square one. Like I told you earlier, we need to get the Queen's Scepter as soon as possible. It's the one thing that can allow us to recontain the Naughty Ones and seal the door behind them. We had it stored in this room away from anyone that could get to it, hoping we would never have to use it again. But here we are. The door opens by activating four switches scattered across the different sectors of this room. The Naughty Ones despise the light. You should be safe from them as long as you stay in lit spaces. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. Careful up there! Chúng ta sẽ lắp nền đèn dồn cho nó sáng. Đó. Đó, chúng ta nhảy lên đây, chúng ta đây, bây giờ chúng ta mới được nhạc này. Con này nó xuất hiện này. Sẽ xuất hiện. Chúng ta bắt này, chúng ta sẽ đi xuống đây gặp hai con kiến chúng. Đây, chúng ta sẽ mở cái này ra. Chúng ta sẽ lấy cái bóng đèn này, để lắp lên đồ sơn. Chúng ta sẽ nhảy xuống dưới đây. Hey partner, you happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time.
but she managed to escape. Hey, mọi người ở video tiếp theo này. I have a feeling the culprit is incredibly clever.